Chúng tôi xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị. Và các anh chị thân mến, ngay bây giờ đây, sự kiện ra mắt bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ xin được phép bắt đầu. Xin được gửi lời chào đến với tất cả mọi người đã dành thời gian của mình trong buổi tối ngày hôm nay đến tham gia cùng với sự kiện ra mắt bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ. Đây là một dự án đến từ nhà sản xuất Daylight Production và được phát hành bởi CJSK Entertainment. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và quý vị là ở không gian của Landmark thì nó hơi lạnh một tí, nhưng mình muốn nhận được sự tập trung của mọi người một tràng pháo tay thật lớn, đúng không ạ? Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và các anh chị thân mến, Đêm Tối Rực Rỡ là một bộ phim kể về câu chuyện xảy ra ở một đám tang. Và những tưởng rằng đây sẽ là cơ hội để các thành viên trong gia đình có thể quy tụ. Tuy nhiên, mọi thứ lại không như nhiều chúng ta tưởng khi một toán giang hồ xuất hiện và đòi nợ. Và ở đó bắt đầu có những biến định đã được xuất hiện và có rất nhiều những biến cố xảy ra đối với các thành viên trong gia đình liên quan đến một vấn nạn bạo hành trong quá khứ. Và nếu như tất cả các anh chị và các bạn chúng ta theo dõi Đêm Tối Rực Rỡ, mọi người sẽ thấy rằng đây như là một vết cắt xuyên thấu trái tim của những nạn nhân của một vấn nạn gây nhức nhối dư luận trong suốt thời gian vừa qua. Và tôi nguyên xin phép được chia sẻ với các anh chị, đây chính là lý do đã giúp cho Đêm Tối Rực Rỡ của chúng ta nhận được hai giải thưởng rất quan trọng tại Liên hoan phim Santa Fe 2022. Đó chính là câu chuyện xuất sắc nhất và người diễn viên xuất sắc nhất. Chúng ta hãy dùng tràng pháo tay thật lớn dành cho Đêm Tối Rực Rỡ với những thành công của mọi người, đúng không ạ? Và chắc chắn khi theo dõi trailer thì chắc các anh chị cũng sẽ cảm thấy đây là một bộ phim hùng biệt 100%. Ở đó thì các anh chị thấy chủ đề, bối cảnh và dàn diễn viên đều là những câu chuyện được bắt nguồn từ câu chuyện Việt Nam của chúng ta. Nhưng có một điều là hôm nay thì Darren Dewey rất là xúc động, đã có được sự ủng hộ của rất nhiều người. Tiếng Anh có cái câu là "It takes a village to raise a child". Nó cần một cái cá một ngôi làng để nuôi một cái bé. Và cái bé này thì đã nuôi rất lâu rồi, đã mắc đẻ quá lâu. Và hôm nay thì có thể đẻ được. Và rất là hân hạnh để có được mọi người ở đây để chứng kiến điều đó. Có rất nhiều bạn bè ở đây không thể ghi hết được. Nhưng mà trong quá trình mà khá là đặc biệt và rất là xúc động bởi nỗ lực và tài năng và đã có trong phim này lắc nữa là mọi người sẽ thấy. Thì xin mời đây là Nhã Uyên, là diễn viên chính, đúng không anh Thanh? Một cái bánh thật lớn cho chị Nhã Uyên ạ. Xin mời Huỳnh Kiến An. Chú Kiến An. Rồi có Kim Bi đâu rồi? Rồi có Phương Dung. Có Phương Dung đâu? Xin mời Bảo Nghi. Và xin mời Thanh Mỹ và Mai Ác Vy. Và đây là thế hệ sau nha, các chị phải coi chừng nha. Rất tiếc là bạn Minh Hiếu không có mặt cùng mình tối nay, là vì đã có một chút tai nạn. Nhưng mà bé không có sao. Nhưng mà không có mặt với chúng ta đây được. Xin vỗ tay cho... Dạ, một lần nữa chúng ta dùng một tràng vỗ tay thật lớn dành cho dàn diễn viên của Đêm Tối Rực Rỡ. Và bây giờ sẽ là có những bó hoa gửi đến cho dàn diễn viên của chúng ta. Một lần nữa dùng một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho sự thành công của Đêm Tối Rực Rỡ cùng với dàn diễn viên của chúng ta ạ. Đạo diễn ánh sáng Dominic.
tại sự kiện ra mắt bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ. Đây là một bộ phim đến từ nhà sản xuất Dayla Production và được phát hành bởi CJHK Entertainment. Thế mà những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến đây đồng hành cùng với sự kiện ra mắt bộ phim này. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.